Cháu cái rất là cảm ơn cô Yến. Cháu hôm nay thì hai mẹ con nó không ở nhà, đang ở bên nhà ngoài rồi. Sẵn gọi là rất là cảm ơn tất cả quý bác. Thì để mà có ngày hôm nay thì nhờ vào cái mồ hôi công sức của quý bác. Xin kính chào quý cô bác anh chị và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Các bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em đang đi vào trong nhà của em Cấy các bác ạ. Hôm nay thì có mang phần quà của các bác gửi cho em Cấy đến cho con em Cấy. Đây là cô Yến này. Cô Yến gửi cho quà tặng cho em Cấy cô đơn và em Hoa. Nhờ cháu Huân chuyển đến cho hai em, cô Yến xin cảm ơn. Đấy, phần quà này thì cô tên là cô Cao Thị Yến, cô ở Bến Cát Bình Dương. Số điện thoại của cô là đuôi là 039 các bác nhé. Đấy, hôm nay thì đi vào trong này thì sẽ tiếp tục cùng em Cấy là đi lấy cây để chuẩn bị làm chuồng các bác. Chuồng thì đến thời điểm bây giờ thì cũng phải đợi anh Dình thu ngô đã xong thì anh em mới bắt đầu triển khai làm chuồng mọi cái được. Lại em Sùng thì hiện tại thì còn ngày mai ngày kia này thì anh em thợ sẽ lên làm nhà em Sùng rồi các bác. Còn bây giờ thì anh em sẽ di chuyển đi vào trong nhà của em Cấy rồi các bác. Vừa rồi đi từ dưới kia lên thì nóng lắm các bác. Giờ vừa mới có 9:30 thôi, 9:30 10 giờ kém thôi mà trời nó đã nắng như thế này rồi. Anh em đi lên trên này nắng quá, anh em phải ngồi nghỉ ở đây một lúc. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục đi vào trong nhà của em Cấy các bác nhé. Giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video. Anh em bắt đầu di chuyển đi vào đây các bác. Từ đây đi vào trong nhà em Cấy thì cũng gần thôi các bác ạ. Hôm nay trời nắng rất đẹp luôn, rất nắng các bác. Đường mê mê. Có lẽ đây là quà tân gia của vợ chồng em Cấy rồi các bác ạ. Chắc là cô gửi để làm quà tân gia. Đường này thì đường me 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 me, đi rất là sợ luôn các bác. Ôi giời ơi. Vừa đi nhà ngoài về à? Từ từ để xuống. Đúng rồi, vừa nãy em vừa xong về xem nhà một tí. Đây, quay lại nhưng mà hóa ra là các anh luôn. Không là anh đi. Hoa với con đâu rồi? Hoa với con ở bên đấy. Sao là em thì vừa hai mẹ con ra bên đấy từ sáng ấy. Sao là lâu lâu thì em vừa xong nhà một tí. Rồi quay sang bên đấy. Hôm nay là anh mang cho Cấy một cái bất ngờ nhỏ nhỏ Cấy nhá. Cái gì à? Đây. Cái bất ngờ chứ. Đây là quà tân gia đấy. Nắng quá các bác. Bảo vừa đi sang nhà ngoại về nhỉ? Vừa đi sang nhà ngoại về và về đến xe nhà một tí và định quay lại luôn, xong là gặp các anh đấy luôn. Cùng với Hoa này ra kia à? Vâng, ra bên kia rồi. Thế vừa rồi là định đi luôn à? Ừ, nếu mà anh lên chậm một tí nữa thì không gặp ở nhà nhỉ? Cho nó mắt, cho nó nhìn cái view. Nếu mà các anh lên chậm một tí nữa là không thể, không biết thì em ở đâu đấy. Hôm qua đâu rồi?
Mang thùng quà vào đây hiểu. À, hôm nay thì đi ba anh em các bác. Thì là nhà có trẻ con thì các anh quý lại sắp lắp. Đúng, nhưng mà đây toàn đồ chơi thôi, có cái gì đâu. Con này nghiệp á, nhiều lúc có lúc vừa dọn dẹp xong nó lại thì trẻ con từng này bên này cái kia về. Trẻ con từng này từng tuổi nó biết đi rồi, nó nghịch chứ. Không nghịch mình lại lo. Đấy, nói chung là mọi cái. Ui, cầm cái gì đấy? Em hôm qua đi lấy được gọi nó khó. Xem nào. Đi đâu lấy? Đi trên núi. Trên rừng. Thảo quả tươi, tươi luôn. Thảo quả tươi, cái này phải phơi. Cái này phơi bây giờ em đến. Anh lấy một quả nào. Từ từ xem nào. Xe quả nào này. Hôm qua lấy được ít này thôi mà. Có nhiều không? Có mà, có nhiều mà, nhưng mà em bảo là lấy một tí thôi. Lấy một tí về. Về nhìn em lúc đầu là em nhìn là đẹp đẹp thôi, em về em lấy về sao là còn không biết là quả gì quá. Đấy, em có biết là quả gì sao là về. Cái thảo quả này thơm lắm. Về thì có một chú đi qua, chú đi mới gặp, chú đi mới bảo là cái này là nếu mà gọi tiếng Mông thì em biết rồi. Em biết. Như cái tiếng phổ thông là cái này gọi là thảo quả, thì cái này làm gia vị các thứ nó thơm lắm. Lấy treo ngoài kia kìa. Đấy, ngô này thì còn mấy hôm nữa thôi là bắt đầu thu đầu rồi các bác. Đấy, cứ đợi thu ngô xong mọi cái thì lúc đó sẽ bắt đầu tiến hành làm chuồng trại thì lúc đó bây sẽ ngô, ok. Ngô này cũng gọi là nếu mà ăn thì cứng rồi mà. Ăn thì cứng rồi. Vỏ nó thì sẽ. Đây này cái gì, phải bóc cái này đi, bóc cái này đã. Này, mở cái thùng quà của cô gửi cho em này. Lấy lên một gói rồi nhưng mà. Thằng này cũng nặng nặng các bác, chắc là rơi vào đó tùng khoảng bao nhiêu cân như thế nào. Đây là quần áo này. Cổ thì quần áo các thứ. 16 cân. Để bỏ cái khăn này. Không, đừng để đây. Dao này không để đây được. Nếu mà dao này mà để lên trên này thì nếu để bị để nhẹ nhàng thì không sao đâu các bác. Nhưng mà nếu mà để tổ pha xuống là nó bị vỡ kính đấy. Vừa rồi hôm mà anh em kéo nước đấy các bác thì cũng có để dao lên trên mặt kính này thì cũng rất nhiều bác cũng có nói là không được để dao lên trên mặt kính này, sợ là nó bị nứt kính ấy. Này ở đây cho tự mở. Hôm nay đi nhà ngoại làm cái gì đấy? Hôm nay sang bên đấy là có việc một chút. Gọi là có cô gửi gọi là em gái, em gọi là anh gái em mất. Thì sang bên đấy hộ làm việc một tí, sau là tí làm lễ đi lên trên kia. Già về thì nó mở luôn hả anh? Mở luôn. Thì em cái sẽ biết canh quên là tất cả quý bác. Mở luôn. Mở. Cho tự mở các bác, cho tự mở thì mới. Nhưng mà cái này là của cô bán này. Cô Yến. Thế thì xin phép cô Yến là đầu tiên. Cho tự mở quà lên các bác ạ. Ở trong đây có cái gì không nhé, tí lên sau. Kéo dây ra ngoài. Cắt luôn. Em đang cắt rồi. Đấy, bỏ quần áo ra đi. Ôi, bị quần áo cho các bác. Giờ này tầm gần trưa là nóng quá. Sáng nay chắc 7 giờ rồi từ thích chấm lên đó rồi. Cô có để một cái phong bì này các bác này. Cho một cái rất là nhiều. Nó nhiều quả áo chứ. Phong bì này thì tí mở sau cùng. Có hai túi. Mang hai túi ra. Thì theo các bác là sẽ mở túi quần áo lên ra không? Mở ra đi. Mở ra rồi nè. Quần áo này. Mùa trên này nóng lắm. Ô, dài đi hết. Trên này nhưng mà dài. Trên đi làm thì
Thế qua đi rừng thì kiếm được những gì? Mình lấy được mấy cái cây, mấy gốc lan với lại cái là anh về anh là thảo quả đi. Nó đi lấy một cái gì về đây để giải đây để bỏ nó ra. Một cái phong bì này thì lấy một thư này các bác ạ. Cái thảo quả đấy là em lấy là nhiều mà nhưng mà đi về trong này có thư với lại học tiền các bác nhé, thì cái này thì tí sẽ đọc sau cùng. Anh bảo lấy cái gì giải á? Ừ. Đây từ chiếu này là chiếu từ cái đời đấy rồi nhỉ? Đúng rồi, từ cái đời hai bố con bắt đầu xây nhà. Lúc đấy là anh trai mình mới cho, nhưng mà đến bây giờ này là cũng gọi là tính ra thì quần áo này được gần một năm rồi, cho nên là rất toàn quần áo đẹp thôi ghé ạ. Một toàn quần áo đẹp thôi, hai từ bỏ ra đi. Tức là cô cũng hay theo dõi video từ trong bước đầu đến cuối, nhà cô biết được cái ý cũng như là cái này hoa cái đấy của bên đấy là của con gái à. Còn bên này là của con trai này các bác. Quần áo bên này là toàn quần áo thế thì em là con trai có được mở con gái? Ừ, em cứ bỏ ra đi, bỏ ra đi, các bác không biết luôn. Ở đây là một cái áo. Bên này thì toàn là quần áo của con trai. Cái quần áo thì toàn là cho em cái đúng không? Thì cái này có phải không bỏ ra nhiều nữa. Con gái. Đấy là quần áo của con gái. Còn một bộ luôn hả? Đây cả bộ đấy. Chọn bộ luôn. Thật ra cô rất là biết tí. Ui, có cả một cái gì nữa này. Cái đấy là đấy, gọi là kim đấy. Dạ. Cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Em cũng quên rồi ở trên này. Ở trên này em thấy họ hay dùng cái này, em không biết là họ để mua về không. Họ dùng để cao ở cái túi áo để tiền ở trong đấy, sao họ để tiền cao ở trên cái miệng đấy. Các bà hay để nó đặt số là quần áo đấy, là toàn quần áo thôi, là theo nhiều theo bộ đó này. Giờ tại cùng bò có cả cùng bò này, có cả quần áo còn bị đẹp có thêm nữa. Thế thì cái bên trong này thì cũng cả là quần áo đấy các bác, còn nhiều còn rất nhiều quần áo ấy, vậy nên là tôi chắc không bỏ ra nhiều nữa. Vâng. Để trong túi xong là cho em cái cất đi. Vâng, ở trong này cũng gọi là toàn là quần áo thôi. Ừ. nếu mà cô hay là cô hay là bác thì nếu mà bây giờ em cái thì lấy ra mấy một hai bộ này thôi, còn ở trong này nữa. Nếu mà theo những cái nhìn thấy thì ở trong này cũng là quần áo thôi, còn nếu mà còn thiếu sót cái gì, nếu mà còn cái gì quan trọng trong này thì các bác có thể là cô có thể là liên hệ cho các anh để các anh báo cho để biết. Để trong túi này nhé. Trong túi này. Đấy, cất đi. Nghe ngồi bên trong này kìa. Có cái kia này có phần cất đi, không kia đây đấy, thì cất xong. Thì cất là phòng này nhé, cất phòng kia cất đi. Với mở cái thùng quà này ra rồi các bác. Thử. Thử coi hết. Đến cái phần quan trọng nhất này. Cái này thì cô cũng không có dán keo gì đâu, cô cứ để như này luôn, cố gấp vào như này luôn. Này các bác, này thì vẫn còn nguyên cô nhé. Và bên trong thì em Giang vừa mở ra thì có thấy một cái bức thư này, với lại bên trong thì có hai tờ 500.000 đấy nhá, hai tờ 500.000 các bác nhé. Thì bên trong này cũng không còn gì nữa, hết rồi. Cái này thì cũng hết rồi. Còn ở trong này thì cô có ghi là cô Yến gửi ít tiền mừng tiền tân gia với lại tiền tân hôn hai cháu cái với hoa. Đây, ở đây các bác. Đây các bác nha.
mừng tân gia này, cháu cấy này, và mừng tân hôn hai cháu cấy với hoa. Đây các bác nha, đây con ghi rõ ràng đây. Giờ là khi mà anh đọc cái tên đấy thì trong một cái thời gian vừa rồi, hôm qua hôm kia là cho đến giờ em cũng nghĩ rất là nhiều. Em cũng mong muốn là sẽ hai cái ngày đấy sẽ dồn vào nhau luôn cho nó đỡ về tốt kinh tế, bởi em là thật sự là cũng vẫn gọi là còn sức để đi làm thật, nhưng mà có nhiều cái là đã nuôi cả gia đình thì có những chuyện muốn là dồn luôn cả đúng không, anh phải suy nghĩ lại đúng không, bây giờ thì để nó đỡ lại có nhiều tổ chức một hôm luôn thôi. Mình không phải làm gì nhiều nữa, mình thì mình cứ tổ chức một hôm luôn. Thì mình làm trong khoảng 20-30 mâm. Không thì bây giờ anh bảo nhá, ví dụ đúng không? Bây giờ tân gia em đã làm 20 mâm rồi, xong rồi nó cưới em lại tầm khoảng 20 mâm, 30 mâm nữa. Lúc đấy có phải mình chết về kinh tế không? Đúng rồi, thật ra là ở trên này thì bà con không giống như ở dưới khí trần, cũng như là không giống như ở dưới miền xuôi. Ở trên này thì ví dụ họ, ví dụ đám cưới chẳng hạn đi, đám cưới hay là làm cái lễ gì to to chẳng hạn, nhưng mà ví dụ mua một mâm đấy nó tầm khoảng là không biết là bao nhiêu, nhưng mà bây giờ sẽ bỏ ra một cái chi phí, một cái khoảng cũng gọi là khá đấy, để mà làm ra được hai chục mâm đấy chẳng hạn. Nhưng mà họ mỗi người họ đến là họ chỉ đưa được 100 đấy thôi, một nhà đấy họ được 100 đấy thôi, mà sao là cái này thì thật sự làm một cái việc gì ở trên vùng cao này nó không phải tính lái, nó toàn lỗ luôn. Nhưng mà đa số là chỉ nghĩ và cái này không mong là sẽ có lái, mà mong là được một cái công việc ở nhà ấy, ở gọi là được một cái ngày lễ này ăn đi. Thì bây giờ em cứ dồn hồn khách đúng không? Bây giờ em cứ dồn hồn khách vào là một, gọi là nếu mà cả tính cả tổ chức cả đám cưới này, cả tân gia này, gọi là một hôm đi, thì ví dụ như em tính dồn thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30 mâm thôi đúng không? Đấy, tất cả nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30 mâm thôi, nhưng mà nếu mà em làm thành hai lần ấy thì là em sẽ nhân lên, em sẽ lên được khoảng 60 đến 70 mâm. Thì lúc đó em mới chết, gọi là chết kinh tế. Bởi vì thứ nhất bây giờ em còn chưa đi làm được đúng không? Đấy. Bọn anh sẽ hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ thì nói chung là hỗ trợ thì bao giờ mà hỗ trợ kinh phí nó như thế nào thôi đó thôi, chứ thì không hỗ trợ được hết tần đấy. Đấy. Thật sự là cái này thì qua trong hai đêm nay em nghĩ rất là nghĩ cũng khá là nhiều, có nhiều lúc cũng không ngủ được lắm. À là thật sự về tiền kinh tế mọi cái thì em nghĩ là thật sự là tiêu thì nó rất là dễ thật, nhưng mà cái lúc mà em phải dùng cái công sức của em đi kiếm ra thì nó rất là khó. Đúng rồi, bây giờ là cái là một chốt lại luôn là dồn vào hai ngày đấy, ngày gọi là cái hôm này là cái gì, gọi là ngày cưới với lại ngày lên nhà mới. Đúng rồi, cho nên là sẽ dùng hai ngày đấy vào một thể luôn. Để lúc đấy ví dụ như bởi bà con mà đã từng hộ trong một cái thời gian vừa qua, với lại nhưng mà bà con ở gần cũng như là những người bà con họ ở bản cũ chẳng đi đấy, nhưng mà họ vào thì đi. Mời họ vào một thể cho nó đỡ, nhiều lúc cũng đi lại lại cho nó cũng khó. Này cái này cầm đi. Dạ vâng, cái này thì của cô Yến. Cô tên là cô Cao Thị Yến, cô ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Thật sự thì cháu cái rất là cảm ơn cô Yến. Cháu hôm nay thì hai mẹ con nó không ở nhà, đang ở bên nhà ngoại rồi. Sáng nay ở bên đấy có xíu việc cho nên là hai mẹ con không có mặt, thì cháu xin thay mặt gia đình cũng như là cả nhà em cái cũng như nhà cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Và thật sự là cô cháu không biết nói gì hơn nhiều, nhưng mà cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô có một cái sức khỏe dồi dào và mạnh khỏe và hạnh phúc với chính gia đình cô. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Đây là những lời cảm ơn của em cái các bác. Qua đây thì cũng xin thay mặt gia đình và cả team Mao Huân nữa xin cảm ơn tất cả các bác anh chị đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Mao Huân trong suốt thời gian vừa qua. Thì
chúc tất cả các bác anh chị và mọi người thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong công việc. Xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn đồng hành cùng anh em ở Châu Tim. Xin cảm ơn tất cả các bác. Không có lời nào để diễn tả hơn khi mà anh em đi làm chương trình như thế này thì rất là vui khi được các bác là đồng hành cùng anh em này, với lại được các bác ủng hộ anh em rất là nhiều. Những cái nào mà anh em còn thiếu sót ấy thì các bác cũng đã gọi là đóng góp ý kiến cho anh em, thì anh em cũng sẽ luôn luôn gọi là tiếp thu những ý kiến của các bác để anh em sẽ hoàn thiện bản thân của mấy anh em trong team, để nhất là em Giang này các bác này. Em còn rất nhiều cái gọi là thiếu sót rất là nhiều, vậy nên là rất là cần sự đóng góp ý kiến từ các bác để em còn hoàn thiện bản thân mình hơn nhiều nữa. Bởi vì là sẽ đi giúp bà con dài dài chứ không phải là đi một hai ngày để nghỉ ấy các bác đấy. Vậy nên là rất là mong các bác sẽ đóng góp ý kiến cho em Giang ở dưới phần là comment thì em Giang sẽ đọc và đóng gọi là tiếp thu những cái ý kiến của các bạn, rồi em Giang sẽ hoàn thiện bản thân của mình hơn. Một lần nữa thì qua anh Giang chia sẻ xong thì em cái cũng gọi là cũng có một chút suy nghĩ và để mà có cái ngày hôm nay thì thật sự là cháu cái cũng như là em cái cũng rất là cảm ơn tất cả quý bác cùng các mệnh thổ quân cũng như là các nhà hảo tâm đã đỗ quý và đã giúp đỡ hai bộ con cũng như là giúp cả gia đình cháu cũng như là gia đình em cái. Thì em gọi là rất là cảm ơn tất cả quý bác. Thì để mà có ngày hôm nay thì nhờ vào cái mồ hôi công sức của quý bác đã yêu quý và giúp đỡ gia đình cháu thì mới có được ngày hôm nay. Cháu cảm ơn tất cả quý bác rất là nhiều. Chúc các bác luôn sống mạnh khỏe và thành đạt trong những cái công việc như là những cái con đường của các bác cũng như là các cô các chú đã chọn. Cháu cảm ơn các bác rất là nhiều. Đến thời điểm bây giờ thì công sức của các bác lớn nhất vẫn là công sức của các bác, thì đến thời điểm bây giờ là ngôi nhà của em cái thì cũng đã hoàn thiện hết tất cả mọi cái rồi các bác, thì còn một cái phần chuồng trại nữa thôi, với lại còn thiếu cái phần điện nữa. Hôm vừa rồi thì em cũng có bảo là lên kéo điện ấy, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì sáng nay lên thế thôi, sáng nay thì anh em cũng chưa có kịp đi mua đồ điện ngoài cái, thì có thể là sẽ hẹn các bác vào một hai ngày tới nữa thì anh em sẽ lên lắp điện cho em cái. Thì trước mắt anh em cũng muốn là cứ gọi là đi chuẩn bị cây cối các thứ để về để còn làm chuồng trại cho nó xong ấy các bác. Để làm chuồng trại xong mọi cái thì có thể là làm chuồng trại xong thì lúc đó sẽ tân ra luôn. Đó, thì nó sẽ gọi là mọi công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều khi mà nếu mà bây giờ mà tân ra trước xong mới làm chuồng trại thì có thể là nó sẽ bị gọi là như kiểu bị vướng công việc ấy. Vậy nên là anh em muốn là nếu mà làm xong hết tất cả mọi cái rồi thì lúc đó sẽ tân ra thì nó sẽ công việc nó sẽ trôi chảy hơn rất là nhiều đó. Nên là anh em sẽ quyết định là làm chuồng trại xong thì mới tân ra. Thì chiều hôm nay luôn thì anh em sẽ cùng nhau đi lấy thêm cây, bởi vì hôm vừa rồi cũng lấy thêm 2-3-4 cây đó rồi, nên là cũng chưa đủ cây được các bác ạ. Bây giờ phải chặt thêm, lấy thêm. Thì sẽ đi hỏi gia đình kia là lấy một cây bao nhiêu. Hôm vừa rồi thì chú cũng chẳng nói gì đâu. Hôm vừa rồi đi lấy mấy cây ấy, thì chú cũng chẳng nói gì cả. Chú cũng bảo là cứ lấy về đi, không là sau này tính toán sau. Thì cũng không biết là chú ấy lấy bao nhiêu tiền một cây, thì ví dụ lấy nhiều nhiều như thế thì có thể là sẽ phải hỏi chú ấy trước, không thì sau này thì người ta lại đòi tiền thế này thế kia thì nó không hay ấy. Lúc đấy thì đòi sau thì lúc đó mình được chặt về rồi người ta bảo bao nhiêu thì mình chắc phải trả bấy nhiêu ấy, vậy nên là cũng khó ra cái đấy. Nên là tí anh em phải đi hỏi lại xem cái giá cả nó như thế nào thì anh em mới biết chặt được các bác. Thật sự là cái này thì chú đấy thì thật là khi mà chú vào nhà cháu chơi cũng như là vào nhà anh cái chơi thì cái biết thật cũng như là cái ý của chú lúc đầu thì em cái cũng có nghĩ bảo là chú thì bảo là cứ lấy thôi, cuối cùng sợ là mai kia chú lại đòi với cái giá cao thì lúc đấy nó không quản lý. Sao là em cái có mời vào nhà chơi và cứ vào nhà chơi sao là nói chuyện
thuận thuận với nhau, đấy là xem lấy như nào thật, có không là sợ là cũng là mai kia lại có cái này cái kia thì nó rất là khó. Đấy, chú mới bảo là cái này thì chú gọi là cũng thế là hoàn cảnh của gia đình cháu cũng như là gia đình em cái cũng gọi là chỉ là được các bác hỗ trợ nên mới có được ngày hôm nay thôi, còn thực tế thì chú thì cũng không nhà thì cũng không không phải là điều kiện quá cả, nó cũng gọi là trung bình ở trong làng thôi, cho nên là chú đây bảo là cái này thì không cho thì không hẳn cho, nhưng mà ví dụ chú nói là ví dụ, nếu mà các chị nếu mà có tới cũng như là có lên ấy, thì bao giờ mà lấy được đủ rồi thì lúc đấy ví dụ các anh các chị cho 100.000 là 200.000 lúc đấy tùy các anh chị thôi, còn cái này thì bây giờ chú mà lấy một cây tầm mấy trăm nghìn hay là chẳng lúc đấy nó rất là khó, cũng như là cảm giác là con người cũng rất là ngại với các anh em về các anh là cũng chú cũng thế, chú cũng nói là các anh thì đang đi giúp đỡ được người người khó khăn thôi, không phải là các anh thì có tiền thì bây giờ các anh để lấy tiền đâu ra mà trả cho chú nữa, cho nên là chú chỉ mong là như là các anh tự gọi là tự nghĩ để tự suy nghĩ ra là nếu mà cảm thấy là chú cho thì bây giờ muốn cho chú 200.000 thì chú đồng ý, còn bây giờ hỏi giá là một cây phải quyết định là một bao nhiêu tiền đấy thì lúc đấy chú bảo chú nhiều khi chú ngại cho chính bản thân của chú. Và bây giờ thì coi như kiểu là chú cũng hỗ trợ cho cháu một phần đi đấy. Thì qua vừa rồi thì cũng nói với nhau như thế thì chú cũng có về, thì hiện tại thì hôm qua thì cũng có vừa gặp chú bảo cây okay, như nào rồi hôm trước thì lên tràn ba bốn cây rồi, nhưng mà chú không hẳn chú đợi đấy chú là chú có việc hay sao, chú và chú chỉ bảo đi tự đi chặt thôi, sao là mới bảo là thế chặt được ba bốn cây rồi đủ chưa, chắc vẫn thiếu sót một hai cây gì đấy nhá. Thế thì tí mình cứ đi hỏi chú xem bao nhiêu. Dạ. Chắc là chú cũng không lấy nhiều đâu, mình cứ đưa cho chú trong khoảng 200-300 nghìn để chú để uống nước, có tiền mua mắm muối mới chính cho gia đình thôi. Với lại có một cái vấn đề nữa các bác, hôm vừa rồi thì mấy anh em đi kéo nước ấy các bác, thì anh em cũng quên nói với các bác luôn, đó chính là đến thời điểm bây giờ thì trời nó nắng ấy các bác, thì không có nước, ở dưới này nó hết sạch nước rồi, vậy nên là em cái đi lấy nước cũng xa, thì tạm thời trước mắt là gia đình có 4 cuộn dây đó, thì anh em kéo tạm thời cái dây nước, cái dây cao su đó thôi các bác, chứ không phải là sẽ kéo cái dây đấy từ bây giờ đến đến đấy đâu, có nghĩa là không phải là kéo hẳn cái dây đó, mà mấy hôm nữa thì anh em mới cứ mua cái ống nhựa cái kia về để kéo, chứ không phải là dùng cái dây cao su đó để kéo. Thì hôm vừa rồi thì anh em cũng quên nói luôn, bởi vì là bây giờ cái đấy dùng tạm thôi để kéo về trước mắt là cho gia đình có để sinh hoạt các thứ thôi các bác. Đấy, rất là mong các bác thông cảm cho anh em về cái vấn đề đó, hôm vừa rồi thì anh em cũng không còn nói rõ đâu các bác. Đấy, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Thì hôm nữa thì anh em sẽ kéo về, nước thì cũng đã xuống hết rồi các bác. Đấy, nước thì cũng về đến cái chỗ mà đúng nước vừa mới đến cái đoạn nối từ cái chỗ này về luôn này, nối từ cái chỗ mà mấy cái nước mưa nó xuống này các bác, nó chảy té té thì hôm rồi anh em cũng còn nối lại vào hết. Thì bây giờ nước cũng về tép rồi. Nước về trong Tết rồi, hôm qua sáng nay mới ra xem đầy đến đoạn trên kia bịt vào là bao giờ nếu mà dùng hạ xuống là nó thấy lại xả, chứ không là nguồn ở trên là nó không hẳn là trẻ to ấy, kiểu nếu mà cứ lãng phí như thế là lúc đấy nó sẽ lúc đấy lại không có nước để dùng đâu. Cho nên là ở đây thì em để mà chở thì em cũng gọi là chở nước uống đấy thì em cũng chở được, nhưng mà để mà nước sinh hoạt là ví dụ như rửa bát hay là tắm rửa mỏ cá thì lúc đấy nó rất là tối ấy, cho nên là vừa rồi thì cũng có anh Giang và có cả anh cameraman cũng ra hỗ trợ em để kéo nước ở trên kia xuống ấy. Thì cũng gọi là hiện tại thì ngôi nhà thì cũng nước nôi thì cũng gọi là ổn rồi, vẫn mà về giờ trong gia đình thì cũng gọi là ổn hết rồi. Đấy. Còn điện thì thật sự là cái này thì
cũng em cũng không gọi là trách cũng như là không gọi là cái gì cả, nhưng thật ra thì điện thì ở đây cũng rất là yếu. Cũng cũng phải là ví dụ bà con thì không sao cả, nhưng mà những cái người chủ mà người ta thu tiền điện đó, sợ người ta nói về bà con, nó sợ là họ không đồng ý. Ở họ đi kiểu từ xa mà, kiểu cái này họ đi phân phối điện từ rất là xa về, cho nên đấy, xong là mình đi kéo mình cũng phải góp với họ một tí, ít nhất là tầm khoảng 2 triệu đấy. Vẫn phải thế, đúng rồi. Bây giờ nếu mà mình không có, mình chưa có thì bây giờ thì nói chung là đang khó khăn về cái vấn đề mà kéo điện các bác ạ. Cho nên là cũng anh chị cũng rất là cố gắng, cũng như là anh chị cũng như là các anh cũng rất là nhiều việc, nhưng mà các anh cũng rất là cố gắng ra đây để hỗ trợ hai bố con này. Rất là trong một vài ngày đấy thôi, nếu mà đi thương lượng với bà con thì lúc đó anh em sẽ kéo điện các bác nha, bởi vì là anh em cũng đi nói chuyện với lại trưởng thôn các thứ hết rồi, thì bây giờ trưởng thôn đang không phải là trưởng thôn ở thôn này đâu các bác nhá, có nghĩa là kéo điện là kéo từ thôn khác về ấy, vậy nên là nó cũng rất là khó khăn về cái vấn đề đó, cho nên là bây giờ cũng phải đang đợi là đợi cho bà con đồng ý hết đã, xong rồi anh em mới bắt đầu kéo được các bác. Bây giờ nếu mà thì cả anh em có bỏ tiền ra mà bà con không cho kéo thì lúc đó mình cũng không biết làm thế nào cả, vậy nên là bây giờ cũng phải đang đợi là đợi trưởng thôn để họp bà con, xong là nói bà con một câu, xong là anh em mới lúc đó anh em mới kéo được điện các bác. Thì cái phần kéo điện thì rất là mong bác sẽ đợi chờ anh em thêm một vài ngày tới nữa, thì có gì đấy anh em sẽ thông báo lên trên kênh các bác nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là anh em chia sẻ tới đây thôi, để chuẩn bị đi lấy cây các thứ nữa. Thì thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.